Hello, chào các bạn đã đến với kênh Divi Channel. Thì trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta chặn và bỏ chặn trên Messenger. Và trường hợp khó mà các bạn hay hỏi đó là khi các bạn đã xóa cái đoạn hội thoại tin nhắn thì các bạn muốn bỏ chặn thì làm thế nào. Thì trong video hôm nay mình sẽ đi vào chi tiết. Rồi, đây là phần Messenger. Thì bây giờ ví dụ cách chúng ta chặn một cái đoạn hội thoại trên Messenger vì một lý do cá nhân nào đó, như làm phiền hay là các bạn không muốn nhận tin nhắn từ người này, thì các bạn sẽ thực hiện như sau. Các bạn sẽ nhấp vào cái đoạn hội thoại hoặc là cái hình avatar của người mà vừa nhắn tin cho bạn. Tiếp theo các bạn sẽ nhấp vào cái chữ Y trên cùng bên tay phải này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào cái mục chặn ở đây. Thì ở đây có hai mục để chúng ta lựa chọn. Thứ nhất là các bạn chặn tin nhắn và cuộc gọi. Thì cái nội dung Facebook là miêu tả rất là rõ ràng ở đây, các bạn có thể tham khảo thêm. Rồi ở đây các bạn muốn chặn tin nhắn và cuộc gọi thì các bạn bấm vào đây, sau đó các bạn bấm chặn thôi, rất là đơn giản. Hoặc là các bạn muốn chặn trên Facebook luôn thì các bạn sẽ bấm vào đây. Như vậy chúng ta chặn hai chiều luôn, vừa chặn trên Messenger và chặn trên Facebook. Rồi tiếp theo các bạn muốn bỏ chặn thì các bạn sẽ nhấp vào cái đoạn hội thoại này, bỏ chặn, các bạn bấm bỏ chặn trên Facebook. Rồi các bạn bấm bỏ chặn trên tin nhắn và cuộc gọi luôn. Như vậy là xong, chúng ta đã bỏ chặn. Thì các bạn lưu ý lúc này cái phần chặn trên Facebook nó bị chìm, có nghĩa là thì các bạn phải chờ 48 giờ, có nghĩa là 2 ngày sau. Rồi đầu tiên đó là trường hợp mà chúng ta chặn và bỏ chặn, những trường hợp mà vẫn còn cái đoạn hội thoại thì khá là đơn giản. Trường hợp thứ hai đó là các bạn chặn sau đó các bạn xóa luôn cái đoạn hội thoại này. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết trường hợp thứ hai. Thì trường hợp thì đầu tiên các bạn sẽ vào nhấp vào cái phần này, đoạn hội thoại này, và các bạn thực hiện chúng ta chặn hoàn toàn tương tự. Và các bạn bấm chặn, chặn tin nhắn và cuộc gọi. Rồi như vậy là chúng ta đã chặn cái người này, sau đó các bạn sẽ quay trở ra. Thì bây giờ các bạn xóa luôn cái đoạn tin nhắn, cái đoạn cuộc hội thoại này, các bạn bấm xóa luôn. Thì nếu các bạn làm theo cách thông thường, bấm tìm kiếm, các bạn lúc này là nhà Đức David Triều, thì chúng ta thấy kết quả tìm kiếm bây giờ tìm không ra. Và để bỏ chặn các bạn lúc này thì các bạn sẽ thực hiện như sau. Chúng ta sẽ vào cái dấu ba gạch, sau đó các bạn sẽ nhấp vào cái hình bánh xe để chúng ta đi đến cái phần cài đặt. Tiếp theo các bạn sẽ bấm vào cái mục quyền riêng tư ở đây. Thì các bạn sẽ nhấp vào cái mục tài khoản đã chặn ở đây. Thì trong này sẽ liệt kê tất cả những danh sách mà bạn bè mà các bạn đã chặn. Ở đây thì chúng ta chỉ việc chọn cái bảng nhà Đức David Triều lúc này hoặc là một cái tài khoản bất kỳ để bỏ chặn. Ví dụ ở đây nhà Đức David Triều lúc này mình đã bỏ chặn và xóa đoạn hội thoại. Thì lúc này các bạn nhấp vào và chúng ta sẽ bỏ chặn. Rồi các bạn sẽ tắt đi. Chúng ta sẽ quay trở ra. Thì lúc này để tìm kiếm thì các bạn chỉ việc tìm bấm vào cái lớp, rất là đơn giản. Rồi ở đây chúng ta chỉ việc bấm tìm kiếm lại. Như vậy chúng ta đã thấy nằm ở đây luôn, rất là hay. Mà bấm nhà Đức thì lập tức đã ra liền. Ví dụ đoạn này chúng ta sẽ chat lại, chúng ta sẽ nhắn tin lại cho nhau. Rồi như vậy là trong video hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn cách chúng ta chặn và bỏ chặn tin nhắn Messenger. Trong trường hợp các bạn đã xóa luôn cuộc hội thoại, hy vọng video hữu ích và mang đến các bạn những giá trị nhất định. Các bạn nhớ đăng ký, like, chia sẻ, ủng hộ kênh cũng như để cho mọi người cùng biết. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.